Thưa quý vị, sự kiện tuần lễ áo dài Việt Nam được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khởi xướng từ năm 2019 và nằm trong chuỗi hoạt động áo dài di sản văn hóa Việt Nam nhằm lan tỏa tôn vinh áo dài Việt Nam, hướng đến đề nghị công nhận áo dài Việt Nam là di sản văn hóa thế giới. Đến nay, tuần lễ áo dài đã trở thành sự kiện được hội viên phụ nữ yêu thích và tự hào. Hưởng ứng sự kiện này, các cấp hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động tôn vinh áo dài Việt Nam được triển khai sôi nổi, đa dạng, rộng khắp tại các địa phương, mang màu sắc tươi đẹp và thể hiện đặc trưng riêng có của người phụ nữ Việt Nam. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Từ đường phố đến các cơ quan trường học hay trong sự kiện quan trọng của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, trong những ngày diễn ra tuần lễ áo dài Việt Nam 2024, từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3, rất nhiều hoạt động liên quan áo dài được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh Đồng Nai tổ chức, như cuộc thi ảnh đẹp online tự hào áo dài Việt Nam, thi biểu diễn thời trang nét đẹp phụ nữ Đồng Nai, nam thanh lịch nữ duyên dáng, các hoạt động diễu hành áo dài, đồng diễn dân vũ áo dài mang tính tập thể đã huy động thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và mọi thành phần trong xã hội tham gia, tạo nên hiệu ứng áo dài trên toàn tỉnh. Bản thân tôi thì thấy là tà áo dài của người phụ nữ Việt Nam rất là dịu dàng, cho nên là trong các dịp lễ Tết hoặc là những dịp hội họp quan trọng thì tôi cũng thường xuyên mặc áo dài. Và đặc biệt thì trong tuần lễ áo dài từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3 năm nay thì được phát động mặc áo dài, thì bản thân tôi cũng là cán bộ công chức thì tôi sẽ mặc áo dài trong tuần lễ áo dài. Và tôi thấy đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa nhằm tôn vinh áo dài Việt Nam và đồng thời thì tôn lên nét đẹp dịu dàng của một người phụ nữ Việt Nam. Hưởng ứng tuần lễ áo dài thì bản thân mình cũng là một người phụ nữ cũng như các đồng nghiệp trong cơ quan thì rất là háo hức và mong chờ. Thì ngay từ ngày 1 tháng 3 thì tụi mình cũng đã tham gia, và cũng như hàng năm thì đều là cái dịp háo hức của mình, không nghĩ là của riêng bản thân mình mà tất cả những người phụ nữ, những người mặc dù là đang làm việc trong mọi lĩnh vực đều mong chờ và hưởng ứng rất là nhiệt tình. Để lan tỏa hiệu ứng rộng khắp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai đã vận động cán bộ hội viên phụ nữ khi tham gia tuần lễ áo dài Việt Nam chủ động chia sẻ hình ảnh trên fanpage của hội và nhận được nhiều tương tác tích cực của người dân. Đặc biệt năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn tổ chức chương trình áo dài chia sẻ yêu thương nhằm trao những chiếc áo dài đến hội viên phụ nữ khó khăn. Trong cái tuần lễ áo dài thì Hội Phụ nữ tỉnh cũng phát động thêm là cái chương trình là áo dài chia sẻ yêu thương, là vận động những chị em nào mà có áo dài mà chúng ta đã sử dụng hoặc là chưa sử dụng nhưng mà chúng ta cần san sẻ, chia sẻ cho hội viên phụ nữ khó khăn, chưa có điều kiện để mà sở hữu những cái áo dài theo ý kiến, theo cái ý mình thích, thì có thể là tặng để mà các chị em phụ nữ khó khăn có thể được tiếp nhận cái bộ áo dài đó. Thì đó cũng là cái tình cảm của các chị em để mà mình tôn vinh được cái vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam và lan tỏa cái hình ảnh áo dài Việt Nam. Bằng các hoạt động thiết thực hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh Đồng Nai không chỉ tôn vinh những giá trị của người phụ nữ Việt mà còn mong muốn góp phần truyền cảm hứng và lan tỏa những thông điệp ý nghĩa tích cực về lòng tự hào dân tộc, về đất nước con người và áo dài Việt Nam để sớm hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận áo dài Việt Nam là di sản văn hóa thế giới.